Ngày 18 tháng 6 năm 1964, tại thành phố Los Angeles, khi Juanita Brooks đang trở về sau khi mua sắm tại siêu thị, thì bất chợt có ai từ phía sau xô ngã cô. Khi Brooks quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ tóc vàng, cột tóc kiểu đuôi ngựa đang bỏ chạy cùng chiếc ví của cô. Đến gần cuối con hẻm, một người đàn ông tên John Spain nhìn thấy người phụ nữ này nhảy lên một chiếc xe hơi màu vàng đã chờ sẵn. Bên trong là một người đàn ông da đen có râu quai nón và ria mép. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi và biến mất. Đó là tất cả manh mối mà John Spain nhìn thấy, một người phụ nữ tóc vàng đuôi ngựa cùng một người đàn ông da đen với bộ râu và ria mép trên chiếc xe màu vàng. Không lâu sau đó, cảnh sát đã bắt cặp vợ chồng Janice Lewis Collins và Malcolm Ricardo Collins và kết tội họ. Lý do họ bị kết tội ư? Vì họ có tất cả các đặc điểm mà John Spain nhìn thấy. Để vững chắc hơn cho lập luận của mình, tòa án đã mời các nhà toán học để tính xác suất một cặp đôi có tất cả các đặc điểm trùng hợp như đã mô tả. Các nhà thống kê đã tính xác suất mà một cặp đôi có đầy đủ 6 đặc điểm với các dữ liệu như sau. Người đàn ông da đen với râu, 1 trên 10. Đàn ông với ria mép, 1 trên 4. Phụ nữ da trắng tóc vàng, 1 trên 3. Phụ nữ cột tóc đuôi ngựa, 1 trên 10. Cặp đôi khác chủng tộc, da trắng và da đen, 1 trên 1.000. Xe màu vàng, 1 trên 10. Công thức tính xác suất của các sự kiện độc lập. Công thức tổng quát P, A và B bằng PA nhân PB. Ví dụ, xác suất hôm nay trời mưa là 50% và xác suất nếu bạn bị rơi mất tiền là 10%. Giả sử trời mưa và bị rơi mất tiền là hai trường hợp không liên quan với nhau. Xác suất để hôm đó trời vừa mưa và bạn vừa bị rơi mất tiền là 50% nhân 10% bằng 5%. Dựa trên công thức xác suất độc lập, các nhà thống kê đã tính ra được xác suất của một cặp đôi ngẫu nhiên có tất cả các đặc điểm trên là 1 trên 12 triệu. Các bạn thử tự tính đi nhé. Ấn tượng với một loạt số 0 đằng sau xác suất tính được, thẩm phán đã ra quyết định rằng vợ chồng Collins có tội. Khoan bàn về tính công bằng khi dùng toán học để kết tội ở đây, nhưng hình như vẫn có gì đó sai sót. Thẩm phán đã nhầm lẫn giữa các sự kiện khi diễn giải con số xác suất này. 1 trên 12 triệu là xác suất một cặp đôi ngẫu nhiên có 6 đặc điểm của tội phạm, không phải là xác suất họ vô tội là 1 trên 12 triệu. Một nhầm lẫn phổ biến khi sử dụng xác suất có điều kiện. Theo công thức Bayes, P vô tội trên trùng các đặc điểm, khác với P trùng các đặc điểm trên vô tội. Xác suất 12 triệu các nhà thống kê tính ở phía trên phải là... Đúng rồi, P trùng các điều kiện trên vô tội. Như vậy, việc nhầm lẫn 1 trên 12 triệu thành P vô tội trên trùng các đặc điểm đã dẫn thẩm phán đi đến kết luận sai lầm. Nếu muốn tính P vô tội trên trùng các đặc điểm, thì thẩm phán phải đi tìm tất cả các cặp đôi ở LA, thỏa 6 đặc điểm nhận dạng ở trên rồi mới tính được. Giả sử ở LA có 10 cặp đôi thỏa mãn tất cả các đặc điểm nhận dạng ở trên, trong 10 cặp này thì có một cặp là thực sự có tội. Như vậy, P vô tội trên trùng các đặc điểm bằng 90%, còn P trùng các đặc điểm trên vô tội bằng 1 trên 12 triệu. Đây là một trong những trường hợp nổi tiếng của việc sử dụng sai các con số thống kê trong tòa án. Ngoài việc dễ dàng nhầm lẫn xác suất có điều kiện, hay thậm chí nhiều nhà thống kê cũng có thể nhầm lẫn một số điều kiện phổ biến sau. 1. Nhầm lẫn giữa số tương đối và số tuyệt đối. Nếu như mình nói tỷ lệ học sinh đậu đại học năm 2018 là 10% và tỷ lệ đậu đại học năm 2019 là 20%, vậy thực tế tăng bao nhiêu phần trăm sau một năm? A. 100%. Tăng gấp đôi. B. 10%. Câu trả lời tùy thuộc vào bạn đang nói về con số tương đối hay tuyệt đối. Nếu nói về con số tuyệt đối thì câu trả lời là tăng 100%, nhưng nếu nói về số tương đối thì là 10%. Để hiểu tại sao số tuyệt đối tăng 100% thì chúng ta cần phải phân tích rõ tỷ lệ đậu đại học năm 2018 10% và 2019 20%. Giả sử một năm có 1 triệu thí sinh đi thi và cố định qua hàng năm. Như vậy, với tỷ lệ đậu đại học năm 2018 là 10% thì rõ ràng là có 100.000 thí sinh đậu. Còn năm 2019, với tỷ lệ đậu đại học 20% thì phải có 200.000 thí sinh đậu. Vậy rõ ràng là tăng 100% rồi. Vậy câu hỏi tiếp theo là con số 10% hay 100% tăng thì thể hiện chính xác hơn những gì đang diễn ra? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta xem thử ví dụ sau. Số người chết do tiêm vaccine năm 2018 là 1 trên 1 triệu người, trong khi năm 2019 là 2 trên 1 triệu người.
Vậy nếu bạn nói số người chết do tiêm vaccine tăng 100% hay tỷ lệ người chết do tiêm vaccine tăng 0,0001% đều đúng? Vậy nếu như một tờ báo lá cải giật tít kiểu số người chết do tiêm vaccine trong năm qua tăng gần 100% và sau đó chèn thêm một vài nghiên cứu cho vẻ có học thuật nhưng biết rằng 99,99% người đọc chẳng muốn click vào thì bạn phải tỉnh táo trước những con số này. Hãy nhớ, con số mà không có bối cảnh chỉ là con số chết. 2. Tương quan hay là nhân quả? Đây là một điều nhầm lẫn khá phổ biến trong thống kê. Tương quan là khi hai con số có mối quan hệ cùng chiều hay ngược chiều nhau, nhưng không có nghĩa là cái này gây ra cái kia. Đôi khi chúng chỉ là ngẫu nhiên có mối quan hệ với nhau. Ví dụ, bỗng một ngày đẹp trời bạn thu nhập dữ liệu về giá phở bò và thấy chúng tăng qua các năm, đồng thời bạn thấy GDP hàng năm cũng tăng trưởng đều y như giá phở bò. Và sau đó bạn xuất bản một bài báo khoa học, giá phở bò thúc đẩy tăng trưởng GDP, bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam, thì đó quả là thảm họa. Nếu như với các kiểm định thống kê, bạn hoàn toàn có thể chứng minh được hai bộ dữ liệu khác nhau có mối liên quan tương quan với nhau hay không, nhưng để chứng minh chúng có là nguyên nhân của nhau hay không thì là một câu chuyện khác. Chẳng hạn chúng ta chứng minh được mối tương quan giữa chương trình TV bạo lực và trẻ em có xu hướng bạo lực, nhưng để nói cái nào gây ra cái còn lại thì cũng khó biết được. Có người cho rằng việc xem nhiều TV bạo lực sẽ khiến trẻ em có xu hướng bạo lực, nhưng biết đâu là trường hợp ngược lại, trẻ em có xu hướng bạo lực thì thích xem chương trình TV bạo lực. Xem TV bạo lực dẫn đến trẻ em bạo lực hay trẻ em bạo lực dẫn đến xem TV bạo lực? Ngoài ra khi kết luận cái nào là nguyên nhân của cái còn lại thì chúng ta cũng cần chú ý đến liệu còn nguyên nhân thứ ba bên ngoài nào khác hay không. Quay trở lại ví dụ giá phở bò và GDP, liệu có nguyên nhân nào khác khiến cho giá phở bò và GDP tương quan với nhau? Câu trả lời là lạm phát. Hay xem xét một ví dụ khác, hút thuốc và điểm kém có mối quan hệ tương đồng với nhau. Vậy liệu hút thuốc dẫn đến điểm kém hay điểm kém dẫn đến hút thuốc, hay là vì bố mẹ chia tay, nguyên nhân thứ ba nên mới hút thuốc và bị điểm kém? Đây là lỗi được test khá nhiều cho các bài thi chuẩn hóa như GMAT. Các bạn thử chỉ ra lỗi trong câu này nhé. Vì doanh thu bán kem tăng, tỷ lệ người chết đuối cũng tăng theo. Vậy nên, việc ăn kem dẫn đến chết đuối khi đi bơi. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng lý do thực sự đằng sau cả hai việc này đều là do mùa hè. Mùa hè thì số lượng kem bán ra tăng, số lượng người đi bơi cũng nhiều hơn, nên tỷ lệ chết đuối tăng cũng là điều dễ hiểu. 3. Tổng quát hóa. Đây là một lỗi cũng rất thường gặp trong thống kê và các ngành khoa học, đặc biệt là khi chúng ta dùng dữ liệu quá khứ để dự báo. Chúng ta không thể dựa vào kết quả của một mẫu thử để phán xét toàn bộ hệ thống nếu đó không phải là mẫu thử đại diện điển hình cho toàn bộ hệ thống. Giả sử bạn đang làm về khóa luận xu hướng tiêu dùng sữa chua ở Việt Nam, nhưng bạn toàn gửi link khảo sát cho mấy người trong trường, thì đó không gọi là mẫu thử đại diện được. Nếu đó là xu hướng tiêu dùng sữa của sinh viên trường A thì sẽ chính xác hơn một chút. Nhưng chưa hẳn là chính xác 100%, vì nếu bạn chỉ khảo sát bạn bè cùng khóa với bạn thì kết quả cũng chỉ đúng với sinh viên trường A khóa X, chứ không phải đại diện cho toàn trường. Việc cả đời bạn chỉ thấy thiên nga màu trắng không có nghĩa với tất cả thiên nga đều lông màu trắng, vì chỉ cần một con thiên nga đen tồn tại ở đâu đó thôi cũng đủ bác bỏ giả thuyết của bạn. Chúng ta thường mắc lỗi này khi kết luận về một nhóm người, khi nhóm người đó không đủ tính đại diện cho tổng thể. Ví dụ như chỉ vài giờ trước bạn gặp dân tỉnh X, toàn người xấu không có nghĩa là toàn bộ dân tỉnh X đều xấu, vì nó còn phụ thuộc bạn gặp vào tầng lớp nào của dân tỉnh X, gặp ở đâu, gặp ngoài chợ khác với gặp trong thư viện. Cũng như người Việt ở nước ngoài trộm cắp không có nghĩa là toàn bộ dân Việt Nam đều xấu, vì một vài thành phần không thể đại diện cho cả dân tộc. Tuy nhiên, chúng ta thích khái quát hóa lên vì điều đó tiết kiệm năng lượng suy nghĩ cho não bộ. Hãy cẩn thận khi phán xét một người khác vì liệu hành vi đó có đại diện được cho tổng thể là nhân cách của họ hay không. Như hình xăm thì liệu có phải là giang hồ? Có những sự kiện chúng ta tận mắt thấy, trải nghiệm những sự thật không đơn giản như vậy. Hy vọng bài viết này giúp các bạn tìm ra được ý nghĩa ẩn đằng sau nó, đặc biệt là khi các bạn đã tiếp xúc với những con số thống kê. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ cho chúng mình. Đừng quên bấm vào nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!